không có đơn giản như em nghĩ đâu. Giết người là bản chất. Nó đã giết người một lần rồi, có ai dám đảm bảo là sau này nó sẽ không ra tay lần hai lần ba không? Vẫn chưa có kết luận cuối cùng thì chưa thể nói người ta giết người được, nhất là với những người anh đã cứu sống bằng cả trái tim của mình. Em nghĩ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ. Anh nói cho em nghe, chứa chấp tội phạm trốn nã là bị ghép vào tội bao che đó. Anh không biết nên mới rủ nó về đây. Mà nặng nhất là ba của em, biết mà vẫn bao che, có cả em nữa. Anh phải đi báo công an. Anh tính đẩy người cứu mạng mình vô tù hả? Còn nếu không, nó phải đi khỏi chỗ này. Anh à, nó phải đi khỏi cái chỗ này. Anh không muốn nhìn thấy ba, em và cả anh phải vô nhà tù ngồi vì nó. Không bao giờ anh muốn thấy chuyện đó. Nếu em năn nỉ. Không, tuyệt đối không. Năn nỉ như là chồng sắp cưới. Em của em là lấy anh mà không cần phải yêu luôn. Thực sự lúc này em chưa có yêu anh. Em cũng biết kỳ trước làm anh sốc, nhưng con người ta kỳ lắm, lúc chưa được thì ráng cho bằng được, được rồi bắt đầu so đo. Lấy anh Tuấn, em chỉ làm gánh nặng cho anh, trong khi anh phải trốn chạy, bị bắt bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh anh, em cảm nhận anh bị dằn vặt vì ràng buộc em vô cái số trắc trở của anh. Dần dà gặp nhau không còn thấy vui nữa. Thế sao? Cứ khóc lóc dần dần, hết chia tay rồi quay lại, riết rồi thấy buồn quá. Trước sau gì cũng rã, chẳng thể dứt sơ đỡ đau. Với anh em thấy yên tâm hơn. Vợ chồng chỉ cần sống an yên như vậy là đủ rồi. Chắc anh không phải là người đàn ông xấu xa, nhưng anh muốn hôn nhân là phải có một tình yêu. Nếu như mẹ em không yêu anh thì hai đứa cố gắng là được mà.
chỉ cần quan tâm nhau, như vậy là đủ mà. Nếu anh cho em thời gian, từ nay em hứa em sẽ ráng, không qua phụ anh Tuấn nữa, không có giáp mặt, không nói chuyện với ảnh nữa. Mọi thứ em giao lại cho bé Út hết. Chỉ cần anh vẫn cư xử bình thường với anh Tuấn, coi ảnh như bạn. À, tụi mình nói chuyện này với ba, mình chọn ngày đám cưới đi anh. Anh lựa đi rồi mình bàn. Vậy mày tính sao? Thì đó, năm nào mà không đụng với ông Trần, tôi nói ông làm riết mà bây giờ con không dám trồng cái gì trên mảnh đất của con luôn á. Mỗi lần trồng xong á, chiếc máy cày đó đó, ông sang bằng tôi nói bấy hết cái vườn cây của con trồng luôn à. Trời đất, khổ lắm chú ơi. Rồi bây giờ sao? Vậy mày có định cho ông qua không? Thì đó, để ông gặp con rồi nói chuyện cái phải quấy con sao rồi con tính. Mà giả tỷ như á, ông với thằng Chiến á, nói là chịu mở rào cho bay qua, vậy là bay khỏi cần bán đất rồi, đúng không? Vậy là đâu cần phải lo thằng Tư Bụng nó làm khó dễ nữa. Nè, bây giờ mày ký vô cái đơn này đi. Ký đi. Ký cái rẹt là xong mà, có gì đâu. Thôi giận vậy đi chú. Sao? Để con gặp chú Chính á, coi ăn nói còn sao ha. Chứ chú cũng biết rồi, ổng khó nhất cái vùng này á. Hở chút là ổng bắt bẻ, hở chút là ổng bắt lỗi, khổ lắm chú ơi. Trời ơi, chú không qua thì cháu qua chứ có chuyện gì đâu. Cứ coi là ơn nghĩa ổng cho mày đi nhờ bao nhiêu lâu nay, hiểu không? Thôi, bây giờ chưa chịu ký đúng không? Vậy thôi, cứ suy nghĩ đi ha. Mà nhớ á, đừng có nghe thằng Tướng Bụng nó ép bán đất nghe chưa. Bây giờ tao qua thằng Ba Chứng, tao kêu nó ngừng bán luôn ha. Vậy nha, cứ suy nghĩ đi nha. Ê, cho tô mì coi. Như đây sao đủ? Còn tiền chơi game đâu? Để nó đi. Thiếu đủ ra xã kêu ba tao để ông trả. Làm tao tô mì trước đi. Ngày nào cũng toàn chơi thiếu. Giờ đi đâu một cái là đi mất luôn cái mặt à. Chồng con không có ai ở nhà phụ vợ hết trơn à. Tôi thì bầu bì một mình ở nhà vậy, coi được à. Cái thằng trai đánh kìa, chơi game thì thiếu tiền, rồi ngồi đồng ở tiệm net á, rồi biểu người ta lên tìm tôi lấy tiền. Ngon chưa? Sao ông không lôi đầu nó về đây cho tôi? Bà giỏi bà lên mà lôi đầu nó đi. Thiệt tình á, kỳ này tôi ráng tôi gom hết đất đai giao cho dự án, cho xong cho rồi. Tôi mệt với mấy ông bà ở cái cồn này lắm rồi. Thôi vậy đi. Nhưng mà nè, mình giao xong người ta cho được nhiêu vậy? Bể rồi, bi nhiêu là bi nhiêu. Bể là làm sao? Chỉ còn tiền quê hồng với tiền bán cát thôi. Hên á là còn chạy khách cho con Dung, kiếm được mớ. Thôi vậy là cũng được lắm rồi, tôi thấy ổn rồi đó. Hay vậy, ai vậy ông nghỉ việc ngoài xã luôn đi, đừng có làm nữa.
Tôi thấy làm ở đó mệt mà nhức đầu nữa. Chạy xe cho nó khỏe. Kệ, cũng được vài chục. Để khi có tiền á, tôi cất lại cho bà cái nhà ha, cho nó ngon lành. Rồi sau đó tôi nghỉ luôn cũng được. Được vài chục triệu hả? Ừ. Trời ơi, vậy cũng bộn rồi đó. Mà nè ông, cái vụ mà bán cát là làm sao? Là thằng Tấn á, nó hốt cát lên rồi nó bán xong mấy ông chia ra hả? Ủa vậy là sao ta? Nếu mà là vậy thì ông hai ông cản là đúng rồi. Trời đất ơi, không biết thì thôi đi, cứ xen với chuyện người ta không à. Vô trong kia nghỉ đi. Xen gì tôi biết mà. Thôi thôi thôi, bà qua đây nằm nghỉ đi. Nghỉ giùm tôi đi, qua đây nằm nghỉ đi. Thôi nha. Nè, tôi á, đừng có nói là tôi ở nhà không không biết chuyện gì đâu nha chưa. Tôi biết hết á. Mà nè, cái vụ mà nhà gần đền Bến Thánh bay xuống sông á, có mấy người chết ở đó rồi. Người ta đồn là xui rủi tới rồi đó. Bởi vậy mấy ông ăn ở làm sao á, cho có đức nha. Để đức lại cho con cháu đó. Làm mà quá nha, tổ mà giận á, ông giật một cái là ngóc đầu lên không nổi á. Tôi nói á, làm gì làm đi nha. Cái miệng ăn mắm ăn muối, nói chuyện xui rủi không à. Xui xẻo gì? Đức hả? Bà đang đi chợ bình thường, em đang theo dõi. Vậy nha. Trời đất, con dắt xe theo chi vậy? Chân ngắn con vậy sao mà đạp xe được? Thôi thôi thôi, để vô nhà đi con. Cứ để vô nhà đi, rồi mai mốt con khỏe con sẽ đạp bộ. Dạ. Ông hai ơi, sao cha con đi Sài Gòn với chúng tôi rảnh, giờ này chưa về nữa? Đi Sài Gòn với tôi rảnh, đi gì vậy? Thì con cũng đâu có biết đâu. Vậy chắc cha của con chưa gặp tôi bụng đúng không? Dạ chưa. Mà cha con á, né mà ông hai với chú tôi bụng luôn rồi.
Thôi vậy con cứ qua nhà ông hai ở tạm vài bữa đi nghe. Cẩn thận nghe con. Có khách nha. Ký gửi người này nè. Bây giờ con ra làm sao? Rửa mặt mũi tay chân đi rồi học bài nghe. Dạ. Ba. Có chuyện gì vậy? Dạ tụi con có chuyện muốn thưa với ba. Thôi ra bàn ngồi đi, có gì thưa chuyện. Dạ. Dạ. Ngồi đi. Sao? Con muốn nói chuyện gì? Dạ tụi con muốn xin phép ba cho tụi con làm đám cưới. Làm đám cưới? Dạ. Ủa chuyện là sao? Ba không hiểu. Là con ba. Kỳ này con nhất định rồi. Cưới ảnh tụi con dựng cái trái ở phía kia ở đỡ được không ba? Dạ. Đáng lẽ cái chuyện này con phải là người nói ba mới đúng. Ba cho phép tụi con ở đây thêm ít lâu, để khi nào tụi con có đủ tiền tụi con mua miếng đất rồi tụi con dọn ra riêng được không ba? Ba đừng có lo, tụi con nhất định sẽ sống với nhau vui vẻ hòa thuận. Để anh gọi điện thông báo với lại mẹ nuôi của anh. Bây giờ thì anh chưa có tiền. Anh định làm cái đám cưới nó đơn giản thôi. Sau này đám cưới vàng, đám cưới bạc á, lúc đó mình làm lớn hơn. Em chịu không? Khỏi lớn gì hết á. Có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Miễn sao anh với anh Tuấn vẫn là bạn bè, đừng bao giờ cự cãi nữa là được rồi. Anh cũng đâu có muốn làm căng với ông Tuấn làm gì. À, mà anh đừng có để cho anh Tuấn biết là anh biết chuyện nghe. Sau này á, em cũng không nói chuyện với anh nữa luôn. Tại sao phải làm như vậy? Làm vậy á, ông Tuấn còn càng nghi á. Em muốn như vậy, nhưng mà em muốn gặp ảnh nói chuyện một lần cuối. Chắc anh hiểu. Nghe hai dặn nè. Đây á là máy đo huyết áp. Còn cái này á là ống nghe. Mỗi tối á em đều phải sắp xếp cho gọn gàng. Biết không? Rồi á lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ. Hai ơi là hai, mấy cái này em YouTube biết rồi, đâu còn hai nói đâu. Thì hai dặn vậy đó. Rồi á, nếu mà có người bệnh tới khám á, thì Út phải... Thì mình dỡ quyển sổ ra. Còn không á hả, thì hả, kiếm quyển sổ ghi thông tin, coi bệnh tình của bệnh nhân, tiến triển như thế nào chứ gì. Giỏi. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Bệnh nhân tới đông, nóng sốt coi giật huyết áp là quýnh liền à. Hai ơi là hai, mấy cái này nè, anh Tuấn có thể dạy em mà. Đâu cần hai nói em bằng chi. Với lại á, lúc đầu á, hai cũng đâu có biết gì đâu.
Từ từ á, mình học rồi mới tiến bộ. Mà sao hôm nay á, hai bàn giao mấy này lại cho em vậy? Hà với anh Tuấn giáo sắp lấy nhau rồi. Cái gì? Thì hai dặn vậy đó. Út ráng phụ ảnh cho đàng hoàng. Hai ơi là hai, xây qua xây lại, xây tới xây lui, tay hai tay ba, em chán hai quá. Lần này quyết rồi, là anh Tuấn giáo, không có xoay qua xoay lại gì nữa hết đó. Sao mẹ anh lạ quá vậy? Còn ra đây đón em nữa, không giống anh chút nào hết. Nguyên ngày hôm nay anh thấy nhớ em nhiều, cảm giác như là tụi mình sắp sửa xa nhau vậy. Sao phải xa? Chắc gì tại suy nghĩ lung tung quá. Thôi mình về đi. Thôi anh về trước đi, lát nữa em về. Sao vậy? Không sao hết á, tại em muốn qua nhà nhỏ bạn xíu. Em ngại về chung với anh. Không phải mà, lát nữa em về nghe. Thôi. Bé dễ thương lắm. Mẹ khỏe không mẹ? Mẹ khỏe, mẹ khỏe. Con ơi, con ở đây, con được ăn uống đầy đủ không con? Thấy con an toàn như vậy, mẹ mừng dữ lắm. Nhưng con em ơi, đây chỉ là tạm thời thôi. Con phải về Sài Gòn với mẹ. Con không thể ở cái nơi khỉ hồ bỏ gái gì được đâu. Mẹ à, chú hai á, xin cho con làm việc ở trạm xá rồi. Con ở đây làm việc tốt hơn mẹ. Không, con trai của mẹ phải là bác sĩ ở bệnh viện lớn chứ không phải ở cái trạm xá xa lắm xa lơ này. Mẹ không đồng ý. Mẹ à, ban đầu á, con cũng nghĩ giống như mẹ. Nhưng bây giờ không nhất thiết phải như vậy đâu. Mẹ biết không, ở đây á, giúp được nhiều người lắm. Người ta cần con hơn mẹ. Ba mẹ cho con ở học Mỹ năm trời, có phải để cho con chủ nhập hết đứt chân đứt tay? Nhưng khi đó, ba bán trên cây như mẹ, con trị được. Kỳ này, về Sài Gòn có bán nhà mẹ cũng bán, chắc chắn mẹ sẽ đòi luật sư cho con. Nhìn con như vậy, mẹ không chịu nổi. Sống như thế này, chẳng khác gì ở tù con à. Mẹ, mẹ để từ từ con tính được không? Không lẽ con thích ở nơi này? Không được, con cần phải có tham vọng. Điều gì đã làm cho con thay đổi vậy con? Hả? Con bé phải không? Không phải đâu mẹ à. Ba nói về chưa? Mẹ muốn nói chuyện với ổng. Mẹ, mẹ tính nói gì với chú hai vậy? Chú hai lên huyện rồi, chiều tối mới về mẹ. Vậy là không kịp rồi.
Mẹ phải về điện để công an họ nghi. Dạ. Mẹ nói như vậy đó, con đừng có biến mình thành dân quê. Mẹ sẽ nhắn con về bất kỳ lúc nào, con nhớ đó. Về lại, con bé cũng dễ thương, nhưng mà lấy con thì nó phải theo con về Sài Gòn. Thùy à, bây giờ em nghe anh nói nha. Hãy hứa với anh, dù cho có chuyện gì xảy ra, mình cũng đừng bỏ nhau em nha. Anh cần nghe. Em ra đây không phải là để nói chuyện đó. Thiện ra ông Hoàng đã nói với ba rồi. Tụi mình chia tay đi. Em cũng sắp lên tôn giáo. Thùy à, anh nói mẹ được mà. Còn nếu mà mẹ không đồng ý, chỉ cần anh với em thôi là được rồi em nhé. Không phải tại mẹ anh. Em nghĩ lại rồi, em cũng có tình cảm với anh. Nhưng chuyện đó quá bấp bênh. Bình tâm tĩnh trí lại, em sợ chuyện đó ảnh hưởng tới ba em, tới bé Út. Trong khi anh tôn giáo, anh thương em, bản thân là anh ổn định hơn. Như anh nói đó, ai cũng phải thực tế. Anh hiểu giùm em, nhưng anh cứ ở lại đây làm việc, chơi với chồng em, vậy thì ai cũng ổn. Chồng em, tại em mà anh gặp với anh thôi. Chứ nếu tụi em tới với nhau thì không có sao hết. Anh nhìn lại đi, tụi mình có vui không? Không. Gặp mặt là lo lắng, trách móc, căng thẳng. Cứ như vậy đi là ổn. Phải đau ở chỗ em nói câu nào cũng đúng. Bởi vậy từ nay mình đừng có nói chuyện nữa. Em không muốn anh tôn giáo anh buồn. Thôi em về đây. Lăm triệu. Sao có 25 vậy? Hứa với tôi 30 mà. Thì 30, tiền mổ 5 triệu, còn 25. Không lẽ mổ bằng niềm tin? Ê, làm luôn không? Mổ luôn hả? Sẵn ở đây mổ luôn đi, về rồi quay lại mất công. Làm đi có tiền, về tốn tiền xe nữa. Mổ liền đi, có tiền liền nè. Ừ. Hey. Nói nghe nè, một lát nữa có người kêu tên Thất là nhào vô liền nghe chưa? Nhớ là tên Thất. Vô người ta làm ào ào lẻ lắm, ra ngoài này có người chờ.
Thôi giờ chọc tiền Phương nữa đi, nó mới chịu vô mẫu. Trời ơi, lát nữa mẫu xong đưa không được hả? Ai lừa mấy ông? Biết quá mà, rành bà quá mà. Nó nghèo lắm á, không có tiền đâu, đừng có lừa nó. Nó không đưa tiền hả? Về mày. Thôi, nói nghe nè. Nè, mệt quá, làm thấy mình ghê. Ê, tiền của ổng hả, tiền của ổng. Nè, cầm đi. Thôi, giờ còn đứng đó đếm, người ta kêu tới tên không vô, khỏi có tiền. Lẹ lên. Thôi để tao giữ cho. Một hồi mày mẫu á, mày hôn mê, mày không biết cái gì hết á. Chừng nào tỉnh tao đưa lại cho. Làm ơn lẹ lên đi. Bà chứng bà chứng, sao tôi run quá vậy? Mày bình tĩnh đi, không sao đâu. Đôi người ta sẽ gây mê. Cái gì? Gây mê chừng nào mới tỉnh? Thì chừng tiếng hồn tỉnh. Tỉnh xong á, tao đưa tiền lại cho. Anh nhớ đừng đi ra bỏ tôi nha. Thôi, đi ra căng tin đợi nó đi. Để tôi đẩy cho. Đi đi. Bên anh Tư ngủ với mấy đứa nhỏ. Anh có đi chung không? Đi chứ. Để anh đi với em nha. Dạ. Chờ anh chút. Đèo con. Dạ. Ở nhà làm cho xong bài tập thầy cho nha. Dạ. Mình đi em. Ừ. Làm xong ngủ ngon nghe. Cô đi ạ. À. Dạ. Thôi, tới đây được rồi, anh về đi. Em vô với mấy đứa nhỏ nghe. Không ấy để anh ngủ ngoài cái chõng tre này cũng được nè. Chứ để em đây con mình à, anh không yên tâm. Thôi, được rồi mà. Thùy nè. Ủa em không muốn hai đứa tụi mình ở cạnh nhau lâu lâu sao? Giờ cũng trễ rồi. Em lo cho tụi nhỏ ngủ. Em cũng ngủ sớm luôn. Ngày mai còn mần công chuyện nữa. Vậy thôi em ngủ ngon nghe. Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Thôi à. Dạ. Anh yêu em. Dạ. Chào dạ mấy đứa. Thùy. Dạ hai cô em Thùy. Rồi. Dạ, hai em gửi về ngoại rồi. Vậy hả? Mấy đứa học bài xong chưa? Dạ rồi. Vậy bây giờ đi ngủ nghe. Dạ thôi. Sao vậy? Kể chuyện đi cô. Kể chuyện hả? Vậy thì lên giường thôi. Dạ. Đi. Hai người lên Sài Gòn hả? Mà sao nó giấu bay vậy? Chỉ sợ là thêm một thằng ham tiền làm bẫy nữa. Nếu mà thực sự hai ảnh lên Sài Gòn làm chuyện đó thì con sợ là trễ rồi chú à. Với lại còn một chuyện nữa. Con với anh Thùy sao vậy? Sao có lúc thấy hai đứa đi chung với nhau, rồi có lúc mà con Thùy nó nói là nó sẽ cưới anh Tuấn Giáo? Dạ, lỗi là tại con. Sao mà tại con? Con thấy như vậy sẽ tốt hơn cho mọi người. Hồi nào giờ chú mới nghe được cái chuyện hai người thương nhau vậy á, thì phải rã đám để cho mọi người được tốt hơn. Mà tốt thì tốt cho ai?
Thì giữa con với thằng Tú Giáo á, chú không có bên ai và bỏ ai hết á. Nhưng mà phải coi chừng đó nghe. Cái chuyện thương nhau là duyên số, mà cãi số là coi chừng hư bột hư đường hết đó. Con nghĩ Tuân Giáo sẽ mang lại hạnh phúc cho Thùy. Con Thùy nó không phải là dạng con gái ngồi yên một chỗ để cho người khác mang hạnh phúc tới cho nó. Con coi con tính lại đi nghe. Dạ. Chú Hai ơi. Gì vậy? Tự nhiên ba con xỉu gan hả chú? Hả? Ba em nào giờ đâu có bị tim mạch đâu mà sao bữa nay bị vậy? Huyết áp của bác cao quá, mấy mụn mủ ở trên tay á nổi lâu chưa? Dạ mấy mụn mủ này cũng có lâu rồi anh, nó cứ chảy mủ hoài à. Cái lúc đó em mới lấy một tay em đắp vô, nó hết rồi, khi ngưng đắp cái nó bị chảy nữa. Cái này á anh nghĩ không phải là mủ thông thường, phải để bác ở lại đây để theo dõi. Không phải chảy mủ thông thường thì là gì? Có thể là tiểu đường. Ồ kỳ vậy anh, mụn mủ mắc mới gì tiểu đường? Ở độ tuổi của bác á, mình phải khám ngừa đột quỵ, tai biến, nhồi máu cơ tim, không chừng nó chuyển qua tim mạch đó. Ủa gì ghê vậy? Mà hên là em nghe lời anh đưa ba em vô đây kịp thời á, không là chắc ba em tiêu rồi. Em cảm ơn anh với chú Hai nhiều nha. Ừ, ổng mà tỉnh lại á, bay kêu ổng làm hoài chín quế là ổng khỏe re liền hả? Dạ. Thôi cô vô ngủ sớm đi, sáng sớm ngày mai mình ra ngoài thăm ổng. Dạ chú ngủ ngon nha. Ừ. Cẩn thận đó. Sao chưa đi ngủ nữa nhóc? Thầy buồn hả thầy? Đâu có gì đâu mà buồn. Con là con nít mà con biết hết á. Thầy thương cô Thùy mà cô Thùy cũng thương thầy nữa. Người mình thương đi với người khác, nếu là người khác, là người lạ thì mình sẽ buồn thôi. Nhưng nếu là bạn thân của mình, rồi người mình thương, được thương thì mình phải mừng, hiểu không? Mẹ con nói á, thích cái gì á mình phải dành, không dành á là không có được đâu. Nếu mà dành á thì mình gọi là thích thôi. Nếu mình thấy người mình thương được hạnh phúc nè, rồi mình vui, vậy mới là yêu, hiểu không? Người mình yêu mà lấy người khác á, làm sao vui được thầy? Không phải là vui mà là an tâm. Nhiều khi á mình ở với người mình thương mà mình không có lo được cho người ta, người khác mà lo được hơn mình, mình thấy như vậy mình mừng cho người ta, đúng không? Vậy giống như cha con á, kêu con về ở với má, vậy là cha cũng thương con đúng không thầy? Đúng rồi đó. Vậy sao anh đậu ở xóm trên á, ảnh yêu người ta không có được rồi
đó một dao, rồi uống thuốc này tự giận chết luôn. Vậy là sao thầy? Thì đó, cậu thấy không? Có những người họ chịu đựng không nổi, họ làm liều, rồi cuối cùng phải ân hận. Cố vậy hả thầy? Vậy thôi, lớn lên con không có yêu đâu. Trời đất ơi, nhiều chuyện quá nhóc. Thôi đi ngủ đi nhé. Nhưng mà không lẽ đêm nay thầy Tuấn với lại cô Thùy ngủ ở bển luôn hả thầy? Không biết mấy bữa nay sao trong người tôi nó đau quá. Thì tiểu đường tiếp thai mà. Thằng Tuấn nó nói đúng đó. Mấy cái vết lở loét này của ông á, mà không điều trị đúng hướng á, là cưa nghe. Ủa chú, gì dữ vậy? Bữa giờ ba con mập mạp chứ đâu xuống ký đâu chú. Đường huyết đó, nó ở trong máu mà. Nó cũng giống như cholesterol, mỡ máu. Không có dính dáng gì tới chuyện mập ốm hết á. Thừa cân béo phì á, chỉ là triệu chứng thôi. Còn khi nào mà ông xuống ký rồi á, lúc đó là nặng dữ. Bây giờ ông phải sống chung với thuốc. Trời ơi, bộ không có cách nào sao? Tôi ngán nhất là ba cứ uống thuốc á. Không có cách nào hết đó. Bây giờ thì ba cái lá thuốc gì gì đó ông bỏ ngay, không có uống nữa ha. Khi nào mà ông có dấu hiệu hoại tử, choáng ngất là ông phải uống thuốc liên tục, tuyệt đối kiêng cữ. Ủa chú, mình kiêng cữ gì chú? Thì thí dụ như là đường, trái cây ngọt, tinh bổ. Tuyệt đối là bỏ rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Vậy thì ông cho tôi liều thuốc để tôi tự dẫn chết luôn cho rồi. Nếu mà không kiêng á, rồi đến khi mà nó đau đớn vật vã cho đã rồi ông mới chết, lúc đó ông có chịu nổi không hả? Coi chừng đổ ngang. Mấy đứa qua ăn sáng nè. Dạ. Bé hai nghe cô dặn nè, ăn sáng xong rồi á trông em cẩn thận nghe, không có được để em chạy lung tung nghe không? Dạ. Rồi nhớ học bài với làm bài. Tối cô qua. Dạ. Chị Thùy ơi, tối qua chị kể chị cho tụi em nghe nữa nha chị. Thấy ghét quá. Rồi ăn đi. Dạ. Em ăn đi. Ngon quá. Tụi nhỏ ổn không em? Dạ. Đêm qua em ngủ được không? Dạ được. Mà sao anh không về nhà ngủ? Ở đây trời lạnh rồi muỗi cắn nữa. Hôm nay mát trời quá ta.